Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình giới thiệu hướng dẫn cho các bạn làm cúng lươn nha. Các bạn chuẩn bị nguyên liệu là gồm có tre này, giang này, loại 48 thì 48 và 48 và 434 cũng như là 42 thì mình làm 7 thêm. Đó. Năm này, 6 này, 7 này. Hôm lươn ở bên mình thì toàn làm thủ công không. Đó. Vòng vòng vài vòng. Các bạn làm từng nào và bạn riết từng ấy nhé. Riết nha, riết bắt đầu là sẽ không nói được, là không không có con chọc nha. Các bạn phải diệt vô nha, diệt chân dân để chân chọc chân á. Chọc dân vì được việc không 42 đây 48 chứ hả, 42 không 42 lại mỏng rồi đó, khít luôn này. Các bạn về mình que này thì tuyệt vời rồi. Đến đây thì các bạn phải cắt kia cái phần này, có phần thừa chưa, cắt này. Đó. Bắt đầu là lấy cái trái đan này, trái đan này, trái đan này, trái đan mỏng mỏng. Còn gai vào đan tiếp nha. Đan khi nào mà đạt đến cái đồ đấy là được. Đó. Rồi các bạn chỉnh cho nó đẹp này, chỉnh cho nó chuẩn vào. Muốn đầy lươn to thì phải làm tỉ mỉ, làm cẩn thận, không chưa đến cái khâu cho tre mỏng này. Mà phải cắt qua đây chị này. Rồi đến phần tre mỏng, không còn tre dài cả này. Đó, này thêm tấm mỏng dài nhá, quấn vào đây tiếp nha. Các bạn đang ở đây nha, thêm một lượt nữa nha. Đó. Đó. Bắt đầu với gập này. À, nhá. Gập này. Gập này. Đó. Gập này. Nè. Gập này, gập này, gập này, gập này, thấy không? Đó, là về chỉnh hòm cho nó chặt này. Công đoạn này rất là kỹ thuật lắm. Đúng rồi. Thì mình diệt này, 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 diệt khoảng 3 vòng thôi.
thêm một cái loại tre mỏng hơn tí nữa để mình diệt vòng đó. Diệt để cho khéo ăn buông ra đó. Này xoắn này đó, xoắn này. Khâu này là khâu đặc biệt đấy nha, phải tái như vậy, không phải là thích làm gì làm đâu. Đó. Đấy. Như thế cho đến khi nào hết cái đoạn này là các bạn rút lại đó. Rút lại thêm một luộc nữa để cho khéo ăn sổ mũi đó nha các bạn, cắt nha các bạn, chỉnh nha, chỉnh có thể này. Này sản phẩm này thấy không, chuẩn chưa. Đấy, đây là cái hôm 7 lươn 42 lươn khoảng 2 làng nha. Đó. Khi vào ống nó khít luôn các bạn nhé. Đó. Này, nó đen luôn này. Đó. Thấy không? Đang gặp chưa? Đó. Cho sạt cho các bạn xem này. Đó. Đó. Đang gặp chưa? Rồi. Các bạn nhớ đăng ký kênh nha. Chào các bạn.